cuộc sống phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cùng chính tâm này, cùng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Sống đi vào cuộc sống phiền não điệp chung, phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này. Thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Bồ đề đích thị trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không ai. Bồ đề đích thị trần gian, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh.
đại ca mô a ni ai nam mô a phật bổn sư a thích đại ca mô ni ai nam mô a phật bổn sư a thích đại ca mô a ni. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Sau khi học 10 danh hiệu của Đức Phật, hôm nay chúng ta đang đến đoạn nói về niệm tăng. Sau khi mà niệm Phật rồi thì bây giờ là phần niệm pháp rồi mới tới niệm tăng. Hôm nay là niệm pháp. Cái cách niệm là nhớ nghĩ của hàng Bồ Tát như thế nào? Đại Bồ Tát sẽ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng khác với chúng ta. Chúng ta niệm là chỉ nói qua cái miệng thôi. Nhưng các ngài khi mà nói niệm là nhớ nghĩ, chính là một sự hành trì. Trước nhất, nghĩ đến giá trị của Phật, cái giá trị đặc biệt của Pháp và của Tăng. Và sau đó chính là một sự thực hành, ứng dụng Phật, Pháp, Tăng trong cuộc sống. Để từ đó sẽ chuyển hóa, thăng tiến trên con đường đạo. Ngoài cái vấn đề điều phục tập khí thì tất cả những người biết cách niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng cũng sẽ thăng tiến trên con đường ra khỏi ba cõi giải thoát sanh tử, an trú với chân tâm thanh tịnh, bất sanh bất diệt. Thế nào là Đại Bồ Tát niệm Pháp? Đại Bồ Tát suy nghĩ giáo Pháp của chư Phật nói ra rất vi diệu hơn tất cả. Tất cả các vị hướng dẫn đều có thể nói rằng lời của ta là vi diệu hơn tất cả. Nhưng cái lời nói đó có khi có giá trị, đúng giá trị, mà có khi chỉ là một sự gọi là hoang tưởng, tưởng tượng thôi. Ở đây, khi Đại Bồ Tát suy nghĩ giáo pháp của chư Phật nói ra rất vi diệu và hơn tất cả, lý do? Do pháp này có thể làm cho chúng sanh đặng quả hiện tại. Có nghĩa là ngay hiện tại, ngay hiện đời, khi ứng dụng thì chúng sanh sẽ được quả báo tốt đẹp. Đang tham sân si, dừng tham sân si. Đang ở ba đường ác, ra khỏi ba đường ác. Ở cõi người thăng tiến là những người tốt đẹp, có phước đức, có trí tuệ. Và cứ thế mà cái quả báo này nó có một cái sự tuyệt vời, không giáo pháp nào có thể sánh bằng. Chỉ có chánh pháp này không thuộc thời gian. Pháp nhãn ngó thấy, nhục nhãn không thấy được. Chẳng thể dùng thí dụ để so sánh. Nghĩa là chánh pháp mà Đức Phật đã tuyên dạy không thuộc thời gian. Có nghĩa là không phải chỉ nói đúng với thời gian hiện tại, mà nó là chân lý, sẽ đúng bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ giai cấp nào. Tu sĩ hay cư sĩ cũng đúng, Phật tử hay không phải Phật tử, cái chân lý đó vẫn đúng. Và quá khứ nó là như vậy, tương lai cũng sẽ mãi mãi là như vậy. Thí dụ Đức Phật dạy đời là vô thường, nó sẽ là đúng mãi mãi. Vô thường đối với tất cả mọi giai cấp.
và đời là bể khổ cũng đúng mãi mãi, dù là chúng ta thành công trên đường đời hay chúng ta thất bại trên đường đời. Khổ với bốn loại căn bản là sanh, già, bệnh, chết, không ai tránh khỏi. Và cái khổ vi tế chính là bốn cái khổ thuộc về tâm: cầu không bao giờ được, bất đắc, dù là cầu việc lành cũng không dễ thành, mà mình ghét người ta quá, mình cầu cho người ta, thí dụ đang là người đẹp, mình cầu cho người đó xấu luôn đi, được không? Không bao giờ được. Mà nếu người ta giàu mình ghét quá, mình nói cầu cho nghèo, được không? Không. Rồi mình cầu cho mình thiệt là giàu, được không? Không được đâu, tại vì có đặc tính cầu bất đắc, phải đầy đủ phước đức nhân duyên nó mới thành tựu. Thứ hai là ái biệt ly. Chữ ái này chúng tôi nhấn mạnh, không những ái là yêu quý về con người, mà những điều kiện, mình thích những điều kiện tốt đẹp cũng không được như ý, sẽ biệt ly, có rồi cũng không giữ được. Chính vì vậy mà đời là bể khổ. Rồi oán, những cái mình ghét, không những con người mình ghét mà những việc mình không thích. Thí dụ mình có thích mình chậm chạp mà hỏi gì cũng không biết không? Đâu có thích. Nhưng mình có khi cũng thường lâm vào trường hợp đó. Đó, cho nên gọi là oán tán hội. Những cái mình ghét mình thường gặp phải. Và cuối cùng, một cái điều rất là vi tế mà người tu ứng dụng chánh pháp chúng ta sẽ thoát ly, chính là năm ấm xí thành. Ngũ ấm của mình, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó luôn luôn nó chi phối mình. Không phải mùa đại dịch mà vấn đề thân thể của sắc ấm, vấn đề sức khỏe mới chi phối mình, mà bất cứ lúc nào cũng vậy. Riêng mùa đại dịch thì cái sức ảnh hưởng, cái sức chi phối của sắc ấm, của thân nó nhiều hơn, nó thường xuyên hơn và nó dữ dội hơn thôi. Chứ lúc nào năm ấm này cũng chi phối mình. Rồi thọ có nghĩa là vui buồn, mình cảm thấy vui, thích hay là không vui thích. Rồi tới tưởng là nhớ nghĩ quá khứ, hiện tại, tương lai. Và hành ấm có nghĩa là những niệm sanh diệt trong tâm mình, nó luôn luôn chi phối mình. Và cuối cùng là sự phân biệt phải quấy tốt xấu trong cuộc sống, là thức ấm. Nó làm cho mình tâm không lúc nào an lạc giải thoát hoàn toàn, bởi những cái niệm đó che mờ chân tâm. Thì quay trở lại, chánh pháp này không thuộc thời gian. Đức Phật đã tuyên bố như thế là nó mãi mãi là một chân lý, không phải vì thời gian mà thay đổi. Và pháp nhãn mới nhìn thấy được chánh pháp này, chớ nhục nhãn sẽ không thấy được. Thật ra nhục nhãn cũng thấy, nhưng mà nó không đủ sức để hiểu. Nó không đủ sức để hiểu, cho nên thấy mà giống như không thấy. Chẳng thể dùng thí dụ để so sánh về cái giá trị của chánh pháp. Chánh pháp này chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng trụ, chẳng diệt, không thị, không chung, vô vi, vô số. Ở đây chúng ta sẽ, khi đọc kinh á, mà khi mình học nhiều rồi đó, thì mình đọc mình sẽ thấy những cái pháp số nó có liên kết với nhau. Khi có trụ diệt nè, sanh nè, sanh trụ diệt nè, tức là nó đang đi một mạch bốn giai đoạn: thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt. Đó, nó đang đi với cái tính cách đó. Chánh pháp này không thuộc dạng như thế, vì đây là một cái pháp bất sanh bất diệt, vô vi chứ không phải là hữu vi, cho nên không có ảnh hưởng bởi bốn tướng: thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, và vô thủy vô chung,
Tới đây thì những người học pháp lâu sẽ nhìn ra đây là cặp đối đãi thủy chung vô vi vô số, tất cả nó mang tính chất đối đãi. Kẻ không nhà thời làm nhà cho họ, kẻ không chỗ về thời làm chỗ về, không ánh sáng thời làm ánh sáng. Mình nghe như vậy mình thích quá ha. Vậy mình thích có chánh pháp để mình không cần phải làm lụng vất vả. Mình không có nhà cái mình có nhà, rồi sẵn có nhà cái mình làm thiền viện luôn, phải vậy không? Rồi kẻ không chỗ về sẽ có chỗ về, là về ngay chánh pháp. Nghĩa là sao? Chỗ này khi mà chúng ta lang thang là chỉ cho một con người theo nghiệp mà luân hồi sanh tử. Kẻ không nhà có nhà cho họ, có nghĩa là có một cái ngôi nhà Như Lai, ngôi nhà bất sanh bất diệt, để cho những người có được cái trí tuệ giác ngộ nương theo đó mà trở về, nương theo chánh pháp để trở về ngôi nhà Như Lai từ bi an lạc. Và kẻ không chỗ về thời chánh pháp làm chỗ về. À, cho nên chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta có phước đức, chúng ta sẽ tin để chúng ta sẽ thực hành. Còn nếu chưa có đủ trí tuệ, chưa có phước đức, chúng ta sẽ không có tin. Đó, luôn luôn trở về với chánh pháp. Mà chánh pháp là gì? Tới đây thì chúng ta có cái suy nghĩ chánh pháp mà Phật dạy đó chính là gì? Chính là cội nguồn sinh ra các pháp, chính là chân tâm Phật tánh. Đó, chánh pháp là chỗ trở về. Và không ánh sáng thời làm cho ánh sáng. Khi chúng ta trở về với chánh pháp, ánh sáng này chính là ánh sáng trí tuệ, chứ không phải ánh đèn, ánh điện bên ngoài. À, chúng ta sẽ nương theo cái thấy biết của chân tâm để soi sáng con đường an lạc của chính mình. Không đến bờ kia thời làm cho đến bờ kia, chỗ không mùi thơm thời làm mùi thơm vô ngại, kẻ không nhìn thấy thời làm cho nhìn thấy rõ ràng. Đây là đặc tính kế tiếp của chánh pháp. Không đến bờ kia, những ai? Bờ kia là gì? Bờ giác, bờ an lạc. Nếu mà chúng ta không nương chánh pháp, chúng ta có thể đến chỗ giác ngộ không? Không. Hoàn cảnh xảy ra chung quanh, chúng ta không hài lòng, đó là lúc chúng ta lang thang ở bờ bên này. Chúng ta khởi niệm như thế này, bực bội như thế kia, so sánh, phân biệt, đủ thứ, thì chính là đang ở bờ bên này. Cái bờ mà dính mắc vào cảnh, bờ mà niệm khởi dao động. Thì khi đến bờ kia có nghĩa là chúng ta trở về nương tựa nơi chánh pháp. Thì lúc đó những cái niệm khởi lên nó không lôi cuốn chúng ta được. Chúng ta là người an trú nơi chánh pháp, đã đến bờ kia để mà nhìn các pháp, chứ không bị lôi. Đó, quý vị nên nhớ như vậy. Lúc nào quý vị dừng lại được cũng thấy biết rõ ràng mà không bị lôi cuốn, không trụ, không tạo nghiệp, không phân biệt, không khổ đau, thì chính là nương chánh pháp để đến bờ kia. Và mùi thơm, chỗ không mùi thơm mà làm cho mùi thơm. Mùi thơm này ở trong pháp cú chúng ta hiểu là mùi thơm nào? Mùi nước hoa hiệu gì? Mùi thơm gì? Mùi thơm là mùi nước hoa hiệu gì? Mùi giải thoát. Đó là mùi giải thoát. Khi mà đó là mùi thơm. Còn nếu mà khi mà chúng ta bị trói buộc thì sao? Nó xú uế lắm, nó phiền não, nó sân si, nó nói bậy, nó nghĩ lung tung, hang nó làm những cái việc mà rối loạn. Còn mùi thơm của giải thoát, an trú, bất động, thanh tịnh, vô ngã, vô niệm,
Đó. Và kẻ không nhìn thấy. Nhìn thấy là nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy chánh pháp sẽ làm cho nhìn thấy rõ ràng. Đó. Chánh pháp này chẳng động, chẳng chuyển, chẳng dài, chẳng ngắn, dứt hẳn sự vui mà thường an vui. Đó, đây là một cái điều mà chỉ người nào sống trong chánh pháp mới có được. Sẽ không động. Còn mình là người thế gian, không có nơi an trú, cho nên cảnh thế nào là cuốn hút chúng ta theo. Và khi bị lôi cuốn rồi, chúng ta còn gá thêm, cũng giống như là tăng thêm tốc độ cho nó trôi thêm nữa, bằng chính những niệm phân biệt của mình. À, còn ở đây, nếu chúng ta sống an trú trong chánh pháp, thì cảnh động mà tâm mình bất động. Đó. Cho nên dầu là trúc biếc, dầu hoa vàng, cảnh nó có nhiều màu sắc như vậy, có nhiều cái niệm khác biệt như vậy, mà mình vẫn an trú nơi chân tâm, thấy biết rõ ràng và không bao giờ bị lôi cuốn. Xin dừng lại hỏi đại chúng, làm sao biết mình bị lôi cuốn? Đó, hôm nay Phật có kinh nghiệm. Mình có kinh nghiệm mình sẽ giữ con trâu mình dễ dàng lắm. Còn không có kinh nghiệm nói giữ trâu chăn trâu chứ bị lôi đi. Mà hình ảnh mà một đồng bị trâu lôi đi tội nghiệp lắm. Trâu đi trước mình đi sau. Mà phía sau của con trâu thì nó có sạch sẽ không? Không, nó lôi mình bơ phờ. Còn nếu mình làm chủ thì đôi khi mình vừa đi trước con trâu đi sau mà đôi khi ngồi trên lưng trâu một cách nhàn hạ. Đó. Chúng ta cũng vậy. Người mà làm chủ được tâm sẽ nhàn hạ, an lạc. Còn không chủ làm chủ được tâm thì có ở thiên đường cũng có chuyện à, không bao giờ yên hết. Ở đây chánh pháp này sẽ chẳng động chẳng chuyển. Cho nên nếu chúng ta sống được với chánh pháp thì tâm chúng ta cũng không bị động trước cảnh. Và không chuyển có nghĩa không tạo nghiệp để luân hồi. Và đối với chánh pháp này thì chúng ta sẽ thấy không có dài ngắn đối đãi. Và người sống với chánh pháp sẽ dứt sự vui. Đã nghe hỏi ý kiến đại chúng nè. Dứt sự vui quý vị chịu không? Nhưng mà thường được an vui là sao? Dứt sự vui mà thường được an vui là sao? Bài huynh đệ phát biểu đi, dù phát biểu trật, nhưng mà để làm kỷ niệm. Anh nguyện quen rồi, muốn phát biểu là phát biểu, chứ đâu có chờ gì. Mô Phật, kính bạch sư phụ, con khánh nguyện người sống với cái vui đó, đó là cái vui của thế gian, cái vui tạm bợ. Và cái vui đó không có last long, không có lâu dài. Lâu dài. Còn cái vui thứ hai là cái vui trong sự tỉnh thức. Và cái vui đó là sống với chân tâm. Mô Phật. Vậy bây giờ muốn nói một cái khác. Nếu cái khổ là cái khổ gì? Cái khổ mà chúng ta cảm thấy là khổ đó, cảm thọ mà khổ đó, là cái khổ đó phải thật không? Mô Phật, thôi không. À, đó. Chúng tôi mong rằng ha, nhân duyên mà khánh nguyện phát biểu chỗ này, có khi là Long Thần Hộ Pháp cũng xui khiến ngay đây hãy tiến tu. Mô Phật. Để mình thấy sở dĩ mình có vui, có buồn, vui buồn đó không phải là lâu dài, mà chỉ chúng ta dính cảnh thôi. Khi chúng ta dính cảnh, chúng ta liền bày tỏ thái độ thích hay không thích, chấp nhận hay không chấp nhận, mà nó có vui có buồn. Rồi mình mới lấy con mắt đảo thử coi ai giống mình để mình vui. Mình tấp vô, mình thị phi, mà tiếng hôm nay gọi là bà Tám á, nhiều chuyện. À, rồi còn
Cái vui không có cái vui đó là vui đối đãi, vui trụ tướng. Cái vui này là duyên sanh huyển hóa, cho nên nó không có lâu dài, mà đôi khi nó còn là cái duyên cho mình luân hồi sanh tử nữa, tạo nghiệp đấy. Mà nếu dứt được cái vui đó, mình mới được thường an vui. Cái an vui này là sống và lại với tâm thanh tịnh bất động, vô phân biệt, cho nên không có gì vui buồn hết. Chúng ta vui. Hôm nay chúng tôi nói lại, sáu căn mình còn đang hoạt động tốt đẹp, hãy vui đi. Đừng có vì cái thấy dùng ngay cái phân biệt để tạo nghiệp. Được nghe, mừng đi. Nhìn thấy mấy bà cô mình lần lần lãng tai nghe hết được. Con mắt có đó mà mắt mờ không thấy đường, rồi mình cũng sẽ tới. Giờ này tại sao không trân quý sáu căn còn tỉnh sáng để mà chăn con trâu nghiệp chướng nhiều đời của mình. Đó, cho nên chánh pháp này rốt ráo vi diệu. Rốt ráo có nghĩa là khi nó chẳng động, chẳng chuyển, rồi chẳng dài, chẳng ngắn, vượt đối đãi hai bên, dứt sự vui mà thường an vui. Cho nên nó rốt ráo, có nghĩa là tổ cùng của nó là rất nhiệm màu vi diệu. Đó, sống với tâm thanh tịnh nó được như vậy. Chẳng phải sắc đã dứt sắc thức, mà cũng là thức. Chẳng phải nghiệp đã dứt nghiệp, chẳng phải kiết sự đã dứt kiết sự. Chúng tôi xin trình bày chỗ này. Chẳng phải sắc thức, có nghĩa là chẳng phải sắc đã dứt sắc, chẳng phải thức mà cũng là thức. Mà cũng là thức. Ở đây chúng ta khi mà thấy bắt đầu bằng chữ sắc và kết thúc bằng chữ thức, là chúng ta nhớ một cái nhóm. Một cái nhóm pháp là cái gì? Từ sắc tới thức, ngũ uẩn. Đó, Khánh Tuệ mà không có tập trung là không có sáng để trả lời đâu nha. Chính là ngũ uẩn. Chánh pháp không phải là sắc, vì đã dứt sắc. Chánh pháp chính là chỗ vô tướng. Chúng ta phải hiểu chúng ta mới ứng dụng được. Còn khi mình có vui buồn có tướng không? Có tướng. Mình có lý luận có tướng không? Có tướng. Còn cái biết kia là cái biết vô tướng. Biết hết, nghe hết, nhưng không có niệm. Mà khi quý vị vào chúng, quý vị rất là tạo nghiệp. Quý vị lại muốn người lãnh đạo phải chạy theo niệm của đại chúng và phải cùng phe với mình, mà quên rằng người mà tu lâu, người ta có một đẳng cấp khác. Thấy hết, nghe hết, biết hết, nhưng không phải là thức phân biệt. Cho nên tâm người ta bất động. Đó, chẳng phải thức, vì chẳng có trụ, không có trụ tướng và không phân biệt, mà cũng là thức, có nghĩa là vẫn thấy biết rõ ràng. Và cái thấy biết này là của chân thức. Nó không giống như những người tu dở, chính là vọng thức. Cho nên mình vào chúng, mình đã là người không biết gì, mà còn dễ sân si lại với đại chúng, tạo một cái nghiệp rất xấu dở. Khi đại chúng thấy khác mình phải lắng nghe, để ý coi những người chung quanh dùng công như thế nào mà lại khác với mình, để mình tiến lên. Vì cuối cùng dù là giúp đại chúng, nhưng nhân nào quả đó, ai làm nấy hưởng, ai ăn nấy no. Đức Phật hiện xuất hiện ở đời cũng giáo hóa chúng sanh để được giải thoát, nhưng ai phải đủ duyên lành, ai phải có chí nguyện mới được điều này, còn thì vẫn luân hồi sanh tử. Giống như bệnh viện có rất nhiều để mục đích trị bệnh cho nhân dân, nhân loại, nhưng mà có phải ai cũng khỏe không? Không. Để hiểu được đó không? Cho nên hãy thương mình,
để tiến tu. Còn đứng mà giống như một cái bà không được tỉnh táo hả, tạo nghiệp đấy. À, cho nên chẳng phải nghiệp vì đã dứt nghiệp. Thấy như vậy nhưng mà không phải là tạo nghiệp khi sống với chánh pháp. Vì đã dứt nghiệp, chẳng phải kiết sử đã dứt kiết sử. Chữ kiết sử này trưa nay chúng tôi tra từ điển để cho đại chúng có một cái duyên hiểu rõ hơn. Chữ kiết sử tiếng Anh là feed. Kiết sử, kiết và sử là hai tên gọi khác nhau của phiền não. Vì một chữ là kiết là trói buộc. Trói buộc cái gì? Trói buộc thân của mình và tâm của mình. Khi mình tạo nghiệp á, thì thân mình có thái độ không? Có. Tâm mình có thái độ không? Có. Và sẽ kết thành quả khổ. Đó là chữ kiết đó. Còn chữ sử là gì? Sử là theo đuổi, là sai sử chúng sanh. Và theo đuổi là sao? Nghĩa là kiết sử gồm có 10 pháp. Chúng sẽ trói buộc các uẩn trong đời này với các uẩn đời kế tiếp. Nếu đời này chúng ta tu không giỏi, năm uẩn chúng ta đầy tham sân si, thì đời kế tiếp chúng ta có hy vọng chết rồi nó sẽ không có kiếm được mình, nó sẽ đi lộn qua chỗ khác, mình sẽ được thành Phật. Có không? Không có chuyện đó. Mình ra đi với nghiệp, mình có đi đâu cũng không trốn nghiệp được. Cho nên nếu hiện đời chúng ta tu giỏi thì sự an lạc giải thoát có ngay bây giờ. Và trong những cái đời kế tiếp, nó là một sự hóa sanh với nghiệp lành, nghiệp dữ mà mình đã tạo. Đó, duy tuệ thị nghiệp. Và nghiệp này là sự nghiệp, là tài sản. Chỉ có trí tuệ sẽ đem theo. Và nếu chúng ta không có trí tuệ, chúng ta sẽ đem theo nghiệp chướng của mình. Và nghiệp chướng này nó trói buộc đời này, năm uẩn của mình, nó hắc ám, nó buồn phiền. Rồi nếu mà chết đi chưa kịp tu thì sao? Cũng giống như thế. Cho nên qua những câu chuyện pháp cú, chuyện tiền thân đó, chúng ta đã nghe Phật giải thích rồi. Người này không phải một đời đâu, đời trước cũng vậy đó. Và với những bậc thánh nhân thì Đức Phật cũng xác định không phải đời này đâu, đời trước cũng đã từng tốt như vậy đó. Cho nên chúng ta hãy biết sợ hãi. Chúng ta đừng để trói buộc nghiệp với quả. Nếu tạo nghiệp thì quả nó sẽ đến tương ứng với nghiệp. Và trói buộc này cũng là trói buộc hữu tình vào đau khổ. Chúng ta mà luôn luôn khởi niệm thì chính là hữu tình, có tình thức, có phân biệt. Và hạng hữu tình này chắc chắn phải đau khổ thôi. Vì bao lâu cái này còn hiện hữu thì cái kia không chấm dứt, còn vô minh là còn khổ đau. Đó. Và thưa đại chúng, đó chính là được nghe về chữ kiết sử, là phiền não trói buộc thân tâm để cho phải khổ đau. Và nó sẽ đeo đuổi, nó sai sử mình, chứ nó không có tha. Nếu mà mình đã tạo những cái vô minh phiền não như vậy thì chính nó sẽ làm cho mình khổ trước, và không phải một đời. Ngay đời này sống như thế thì năm uẩn của mình sẽ không có được trở thành tánh không để thanh tịnh an lạc, thì nó sẽ còn tiếp tục đi theo mình. Chúng tôi xin giới thiệu cái định nghĩa như vậy để đại chúng hiểu mà cố gắng tiến tu. Chẳng phải vật đã dứt vật mà cũng là vật
chẳng phải giới đã dứt giới, mà cũng là giới. Chẳng phải hữu đã dứt hữu, mà cũng là hữu. Chẳng phải nhập đã dứt nhập, mà cũng là nhập. Chẳng phải nhân đã dứt nhân, mà cũng là nhân. Chẳng phải quả đã dứt quả, mà cũng là quả. Ở trên chúng ta thấy cái lý luận nó đơn giản, để chúng ta thấy rằng khi học đạo nó có nhiều đẳng cấp lắm. Khi chúng ta đi học ở mẫu giáo, cái trình độ mới được khai trí cho chúng ta biết chữ cái, những con số đơn giản, căn bản 1, 2, 3, 4 cho tới 10, rồi chữ cái 25 chữ cái, vân vân. Nhưng lên tới lớp 1 là bắt đầu có những cái bài toán, những cái kiến thức căn bản. Lên trung học để có những kiến thức phổ thông trong cuộc sống. Nhưng đến đại học thì nó đi về chuyên ngành. Thì khi tu cũng vậy. Bước đầu chúng ta rời rạc, hiểu thế nào là tham riêng, thế nào là sân riêng, thế nào là si riêng. Nhưng sau đó chúng ta sẽ được kết hợp tham sân si là ba nghiệp, tham sân si là ba con rắn độc, vân vân. Từ riêng, bi riêng, hỷ riêng, xả riêng. Nhưng khi có trình độ hơn, từ bi hỷ xả trở thành tứ vô lượng tâm. Đó, ở đây tôi tạm khen hôm nay con có sự tiến bộ một chút. Và nên nhớ đừng tìm đâu xa hết, sống trọn vẹn với một môn học của mình, mình sẽ giỏi. Còn tham tìm đủ thứ hết, hỏi gì cũng biết hết. Tại đủ thứ đó, nó thuộc loại quá rộng so với trình độ của mình. Đó, cho nên tới đây quý vị thấy chánh pháp rốt ráo vi diệu, vì chẳng phải sắc đã dứt sắc, chẳng phải thức mà cũng là thức, chẳng phải nghiệp đã dứt nghiệp. Mình thấy nó cũng hơi rắc rối nhưng mà nó đơn giản, nhưng đoạn kế vi tế hơn, cho nên gọi là vi diệu là vậy đó. Vi tế nhị màu, chánh pháp chẳng phải vật nha, đã dứt vật nha, mà cũng là vật. Quý vị thấy không? Ba đoạn. Chẳng phải vật, vì nó đã dứt vật, mình hiểu nha. Nó đã dứt, nó không phải là vật, vì nó vô tướng. Đâu có một cái câu của Lục Tổ, cư sĩ Huệ Năng Trình Kiến Giải đó. Xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi trần. Đó, nó không phải vật, nó đã dứt vật rồi. Mà lại cũng là vật. Nương theo chánh pháp để chúng ta tiến tu từ cái thô đến chỗ vi diệu vô tướng trọn vẹn. Chẳng phải giới, vì đã dứt giới mà cũng là giới. Khi chúng ta hành trì theo chánh pháp, nó không phải giới, nhưng nó dứt giới, nó không phải là cái tướng. Nhưng nếu mình hành trì được thì có giới không? Có một cái tâm giới, mà tâm giới đó không tạo nghiệp, không trụ, không dính mắc, cho nên không tạo nghiệp. Đó, không phải hữu đã dứt hữu mà cũng là hữu. Chẳng phải nhập, nhập này mình nhớ mấy nhập? 12 nhập, 6 căn, 6 trần, nhưng mà cũng là nhập. Mình cũng vẫn tu qua 6 căn, 6 trần của mình. Nhưng mà chánh pháp không phải 6 căn, 6 trần. Đó, 6 căn, 6 trần là diệu dụng, là cái nơi để thể hiện tà pháp của mình. Cho nên dùng chánh pháp tu ngay trên 6 căn, 6 trần của mình, để từ đó chúng ta vượt qua tà pháp để nhận được chánh pháp. Chẳng phải hư mà cũng chẳng phải thiệt. Nó không phải là hư vọng, nhưng mà nói là có một cái gì đó kia bằng bất sanh bất diệt, rồi thấy tướng rõ ràng, thì không phải. Dứt tất cả thiệt mà cũng là thiệt.
chẳng phải sanh, chẳng phải diệt. Nhắc lại đại chúng, đến đoạn này chúng ta sẽ thấy nó lìa đối đãi hai bên, chẳng hư, chẳng thiệt, rồi chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng phải tướng mà chẳng phải phi tướng. Đó, lìa đối đãi hai bên. Chẳng phải tướng, chẳng phải phi tướng, dứt tất cả tướng mà cũng là tướng. Vì sao? Một người sống với chánh pháp mình biết không? Tướng đó là vô tướng, nhưng mà vô tướng đó chính là tướng. Đó. Chẳng phải dạy dỗ, chẳng phải không dạy dỗ, mà cũng là thầy dạy. Dạy cho chúng ta không theo tà pháp. À, nhưng mà có cần dạy dỗ không? Dừng tà pháp chính là chánh pháp. Đó, vi diệu như vậy đó. Cái mà thiền tông chúng ta tưởng chừng như có hiểu, thì thật ra nó là rất dễ hiểu, rất là thân thiết và rất đơn giản. Người nào mà gọi là thấm tương trao với nhà thiền rồi, tu sao mà nó nhàn hạ. Và chúng ta phải nuôi dưỡng như thế một cách kiên cố. Còn nếu lơ là, nghiệp cũ nó lại xâm chiếm khi mà đạo lực chúng ta còn non yếu. Chẳng phải sợ, chẳng phải an. Đó, chúng ta không sợ, nhưng mà chúng ta cũng không vỗ ngực là sống với chánh pháp an lắm đó nha, an lắm đó nha. Còn chấp như vậy thì phải chánh pháp chưa? Chưa. À, miễn đừng có dính mắc, đừng có dao động, đừng bất an, thì đó là an. Dứt tất cả sợ mà cũng là an. Đó, dứt tất cả sợ ha. Đó. Chẳng phải nhận, chẳng phải không nhận, dứt hẳn sự chẳng nhận mà cũng là nhận. Nhẫn này quý vị để ý đó, chúng tôi cũng nói thật chậm để trên đường tu chúng ta dễ kẹt lắm. Nhiều khi chúng ta không biết là khi đối cảnh mình khởi niệm rồi nó không vừa ý mình đau khổ. Mình đau khổ thì mình tạo nghiệp. Mới khuyên thôi, đừng có tạo nghiệp, buông xả đi. Mình tưởng rằng thương cái người kia, binh người kia mới biểu mình, rồi biểu mình phải buông xả, biểu mình phải nhẫn nhục. Mình bất mãn lắm. Nhưng mà thật ra khi bảo mình dừng lại đi, buông xả đi, là thương ai? Thương mình. Muốn mình tiến tu, muốn mình hết đau khổ. Và cái nhẫn nó chỉ có giá trị nếu mình thấy chính mình sai. Mình sẽ nghĩ buông là chính mình sai. Mình đang lầm đường. Mình đang trụ tướng, mình đang phân biệt và mình đang sân si. Đó, cho nên nói chữ nhẫn chứ không phải là nhẫn bên ngoài đâu. Mà mình phải nhẫn đối với những cái niệm sân si của mình. Và niệm sân si đó vì mình chấp các pháp là thật. Mình chấp sự phân biệt, phán đoán của mình quá tuyệt vời. Rồi mình đưa vài bằng cấp vô nữa là không có ai gỡ ra đó. Chấp cứng luôn đó. Rồi rủ thêm hai huynh đệ, hai ba huynh đệ đá lông nghe qua lại. Tôi dòm là tôi biết hai một cái hợp đồng mà đau khổ đang được ký kết. À, thưa đại chúng, nên nhớ như vậy. Nhẫn là vô sanh pháp nhẫn. Thấy cái pháp duyên hợp không thật, không thật có, cho nên gọi là vô sanh. Dù nó có huyển hóa thôi, giống như bình bông này chúng ta thấy có nhiều loại hoa, rồi được Phật tử Phương Ngàn của mình cắm hoa nghệ thuật để cúng dường pháp bảo. Nhưng mà nó có thật không? Không thật. Duyên hợp, cho nên tánh không, có nghĩa là vô sanh. Đó, vậy thì nhẫn chính là thấy nó vô sanh. Thì nhẫn mà có nhẫn không? Không nhẫn. Cho nên chẳng phải nhẫn, nhưng mà cũng không phải không nhẫn. Vì nếu không nhẫn mình chấp cứng, mình lại sân si. Mấy cô đề hiểu chỗ này không? Cho nên nói qua nói lại có vẻ mình khó hiểu. Tại mình nói con đơn giản lắm. Nhưng mà con đơn giản mà con không có nghĩa là con giải thoát đâu. Con đơn giản để con chấp cứng đó.
Còn cái cách này là cách cho mình thấy qua lại mình đều đang mê lầm. À, cho nên chẳng phải phải đè nén gì cả. Vì thế nói chẳng phải nhẫn. Nhưng chẳng phải không nhẫn. Vì khi mình thấy nó không thật rồi, nó vô sanh rồi, thì mình đâu có sân si. Thì không sân có nghĩa là đang nhẫn, đang từ bi. Dứt hẳn sự chẳng nhẫn mà cũng là nhẫn, có nghĩa là lìa đối đãi hai bên nhẫn và chẳng nhẫn. Đã, chúng tôi mong cái đoạn này chúng ta sẽ thường ứng dụng thì mình sẽ hiểu một cách sâu sắc. Chẳng phải dừng ở, chẳng phải không dừng ở, dứt tất cả dừng ở, mà cũng là dừng ở trên đảnh của tất cả pháp. À, tất cả những cái điều này chính là sự vi diệu, là sự tuyệt vời của chánh pháp. Nó trên, nó tuyệt vời đối với tất cả pháp, không gì sánh bằng. Chánh pháp này đều có thể dứt hẳn tất cả phiền não, thanh tịnh vô tướng, thoát hẳn các tướng. Chánh pháp này nhắc lại chính là chân tâm Phật tánh của chính mình. Khi sống với chân tâm Phật tánh, mình vẫn có cái thấy biết rõ ràng. Khi cần làm cái gì, chúng ta vẫn có cái diệu dụng của chân tâm để làm tốt đẹp nhất. Nhưng mà khuynh hướng của chân tâm là việc thiện lành, chứ không phải lấy cái chân tâm để mà có những niệm phục vụ cho bản ngã sân si. Đó. Cho nên cái chánh pháp này sẽ dứt hẳn tất cả phiền não, vì đó là cái thấy biết mà không phải phân biệt hai bên. Nó không lọt vào tình chấp để mà phiền não. Mà phiền não chính là chữ kiết sử đoạn trên đã giới thiệu. Nó không trói buộc, dính mắc các pháp. Cho nên phiền não nó sẽ không trói buộc vào thân tâm của mình. Người bị phiền não trói buộc mình nhìn ra không? Ra người đó hả, không còn vui vẻ, không còn linh động, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng xa xôi và thân đi mà giống như là không có mặt ở trên thế gian này. Đó, vì người đó đang bị phiền não trói buộc, lôi kéo, và người đó đang đi vào cảnh giới vô minh khổ đau. Nhưng sống với chánh pháp, bừng tỉnh, thấy là mình đang bị trói buộc, thì ngay lúc đó chánh pháp được khơi dậy, bừng sáng. Có vậy thôi. Và mặt trời lên thì bóng tối tan. Trí tuệ xuất hiện thì vô minh chấm dứt. Không cần làm gì cả. Nếu đạo lực của chúng ta mạnh. Còn nếu đạo lực chúng ta yếu, chúng ta gợi lên, khởi lên, mình đang dính mắt, rồi mình lại tiếp tục dính mắt, lại không có đủ mạnh. Cho nên tại sao giờ ngồi thiền là để cho năng lực tỉnh thức của chúng ta rất mạnh. Với những niệm ở trong tâm mà mình còn thấy thì phải có sự tỉnh thức. Ở đây nè, tướng mình mới thấy, nhưng mà khi nhìn thấy tâm cũng là tướng, mà cái tướng nó mờ mờ, nó ảo ảo. Nếu không có đủ trí tuệ, không có tỉnh thức mạnh, không nhìn thấy. Cho nên người nào ngồi thiền siêng năng, thường tỉnh thức, chứ không phải ngồi thiền rồi bắt đầu nhập vô cái gì, vô ngủ thiền, thì người đó có ngàn năm cái mặt cũng lờ đờ. Chúng tôi nhớ ngày xưa mà còn đi dạy ở các trường cơ bản, và đi mỗi tháng có quý ngài hòa thượng trong ban giám hiệu, trong cái ban trị sự xuống thăm trường đó. Quý ngài khi đầu năm vào, quý ngài nói hôm nay thăm mấy con, thấy mặt mấy con cũng còn tối lắm, chưa có sáng. Quý thầy mong rằng tháng sau tới thăm, tu hành thanh tịnh mặt sẽ sáng hơn, và cứ thế ánh sáng hào quang của mấy con sẽ rực rỡ.
Đó, mà sự thật như vậy đó. Khi chúng ta tu lâu á, cái mặt chúng ta nó sáng lắm. Còn nếu mà không tu thì sao? Mắt nó mờ mờ, nó lờ đờ ha. Đụng tới hỏi không có nghe kịp, không có hiểu nổi, vì không có tỉnh thức. Và khi mà chánh pháp này có thể này dứt hẳn tất cả phiền não của ai? Của chúng ta. Khi chúng ta sống với chánh pháp, khi chúng ta sống với chân tâm. Bây giờ nè, ngay đây mời đại chúng nè, nhìn thẳng lên chánh điện, hay đỡ nhìn thẳng tôi cũng được, trong đó phía sau là bàn thờ, hay là nhìn bên phía khánh trí, bên phía khánh thiện có bàn Phật trang nghiêm. Chúng ta nhìn bằng chánh, bằng cái chân tâm của mình, thì mình có thấy rõ các pháp không? Thấy rất rõ mà không hề có sự phân biệt. Và làm sao khi mình đối cảnh mình cũng như vậy, thì phiền não nào phát sanh? Còn khi mình vừa nhìn là cái mình lo trụ, rồi cái chê, khen cái này, chê cái này, rồi cái so sánh, người kia khác con, người kia được ưu tiên hơn. Cứ như thế mà đi vào bóng đêm. Có vậy thôi à. Và khi sống với chánh pháp, dứt tất cả phiền não rồi, thì thanh tịnh vô tướng, thoát hẳn các tướng. Quý vị tin chỗ này không? Tâm mình sẽ thoát hẳn các tướng, không bị các tướng của thế gian này cột trói. Giờ này xin cho một cái giơ tay thật là dũng mãnh của ngày đầu xuân học pháp. Quý vị hiểu rằng khi trụ tướng là chúng ta đang bị trói buộc không? Ai nhận ra như vậy giơ tay lên. Bàn tay giác ngộ đó nha. Bàn tay giác ngộ. Cho nên ngược lại, nếu chúng ta tiếp xúc các pháp mà chúng ta giải thoát khỏi các pháp, thì đó chính là năng lực vi diệu của chánh pháp, của chân tâm. Ai nhận được điều này xin giơ tay lên. Không bị trói buộc, được giải thoát. Nên nhớ điều đó và ứng dụng. Chỉ nhớ một điều thôi, làm một cách thuần thục thì chúng ta thuần thành tựu tất cả những điều khác. Sống với chân tâm hiện tiền, thấy biết rõ ràng, không trụ. Thưa đại chúng, được cái đó là quý vị được làm tổ đó, chứ không có vừa đâu. Còn bây giờ chỉ khoái làm gì? Làm người luân hồi sanh tử thôi. Cho nên ra vẻ lanh lợi, chê cái này, khen cái nọ, bất mãn điều kia, tôi thấy tôi tội nghiệp lắm. Nói chung tôi cũng sám hối, tôi chưa đủ lực để kéo quý vị lại. Nhưng nên nhớ, ngay cả Đức Phật dạy không nghe cũng tùy duyên mà vào địa ngục. Nhắc thôi, còn hành trì thì ai hành trì? Chính mình hành trì. Quý vị đã xem phim mà phim đang thể hiện lịch sử thời Đức Phật đó, Đề Bà Đạt Đa đâu phải vừa, rất giỏi. Nhưng mà chỉ vì một niệm ganh tị, ai mà ganh tị tôn thờ ngài là tổ đi, tôn ngài thờ ngài để nhớ cái gương, đọa địa ngục. Nếu đừng ganh tị thì trên là Phật, thứ nhì là mình với lại. Nhưng mà không chịu số hai, muốn số một à. Mà nội cái muốn đó nó đã rớt xuống địa ngục rồi. Mấy cô đề hiểu chỗ đó không? Ngày nào còn ham danh ham lợi, đọa địa ngục. Nó đang trói mình và đang lôi mình đi vào đường xấu. Và sống với chánh pháp thì mình, tâm mình sẽ thanh tịnh, tâm mình sẽ là cái vô tướng. Và vô tướng này chính là chân tâm, là chỗ ở rốt ráo của vô lượng chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có chân tâm thanh tịnh, cho nên đều ở cái chỗ rốt ráo này. Nhưng mà mình đâu có chịu ở đâu. Đôi khi mình là người học Phật ở trong đạo tràng, đôi khi mình là tu sĩ ở trong đạo tràng, mà mình có chịu ở chỗ rốt ráo
của thanh tịnh vô tướng không? Không, mình cũng ráng dính mắc tạo nghiệp sân si. Trong cái lúc thanh tịnh quý vị thấy rõ điều này. Mà trong khi chỗ ở rốt ráo này chính là nhà Như Lai, chính là chánh pháp. Tất cả chúng sanh đều từ cội nguồn này mà ra. Nhưng mà vì không bảo vệ cái thanh tịnh vô tướng này, trụ tướng để tạo nghiệp, cho nên nếu sống với chánh pháp này thì có thể diệt tất cả ngọn lửa sanh tử. Sanh tử luân hồi chấm dứt khi chúng ta sống với chân tâm. Vậy nếu trong mùa đại dịch corona mà chúng ta có cách tu để sống với chân tâm, có phải rằng lửa sanh tử không chạm được tới mình? Cho nên gọi là khi mà cái câu gọi là cái gì chúng ta quên rồi, đừng gì, khi mà đất nước gió lửa dao động đó, đừng có nói là ước chéo bào lão tăng đấy dùm tôi ở trong quyển giờ không nhớ rõ lắm ha, rồi sẽ dẫn chứng cái đó cho đại chúng sau. Dù là mình có sanh tử luân hồi không dính dáng, chỗ đó vẫn trọn vẹn, vẫn thanh tịnh. Chỉ là giờ đổi gọi là một quá sanh thôi, chứ cái thanh tịnh đó vẫn trọn vẹn với điều kiện chúng ta tu giỏi. Còn nếu lúc nào chúng ta cũng dính rồi phân biệt rồi sân si phiền não thái độ thì người đó đang ra khỏi cái ngôi nhà thanh tịnh, là kẻ lang thang luân hồi tạo nghiệp, cùng tử lang thang. Cho nên nếu sống với chánh pháp thì có thể diệt tất cả ngọn lửa sanh tử. Chúng tôi cũng trả lời cho đại chúng nghe, Đức Phật khi còn là thái tử đi xuất gia là vì muốn ra khỏi luân hồi sanh tử. Nhưng chúng ta biết sanh tử có hai vấn đề. Đối với thân tứ đại thì có thể chấm dứt sanh tử được không? Không. Vì thân tứ đại nó vốn là một pháp huyễn hóa. Thì khi mà do duyên hợp để sanh, thì khi mà duyên tan bắt buộc nó phải hoại thôi. Mình đòi nó không có sanh mà không hoại, chuyện đó không bao giờ có. Nhưng ngay trong cái con người luân hồi sanh tử này có một cái bất sanh bất diệt, mà người nào phải đủ phước lành lắm mới tin. Nhưng mà tin chưa chắc đã sống được nha. Nhớ như vậy, nếu chúng ta không thực hành. Cho nên tin chúng ta phải ưu tư để thực hành. Và khi thực hành thuần thục rồi thì lúc đó đối với luân hồi sanh tử đến chỉ ảnh hưởng trên cái thân tứ đại huyễn hóa. Còn riêng cái pháp thân bất sanh bất diệt của mình, lửa sanh tử không hề chạm tới được. Đây là chỗ đi và ở của chư Phật. Cái chỗ đó là chỗ đi và ở của chư Phật, và là thường còn chẳng biến đổi. Cho nên lửa sanh tử đâu có chạm tới được. Hôm nay mấy huynh đệ có dụng công được tới chỗ này không, giơ tay lên. Dĩ nhiên là chúng ta chưa thường xuyên, nhưng mà có dụng công được tới chỗ này không, mời giơ tay lên. Trong Zoom không dám giơ tay ha. Cho nên nhắc lại, cố gắng. Những điều đó hằng ngày học pháp là để hành trì. Và cái hành trì trong cuộc sống, đi đứng nằm ngồi làm sao là thiền. Nói, nín, động, tịnh, chúng ta vẫn an nhiên sống với chân tâm. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói, nín, động, tịnh, thấy đều an nhiên giải thoát.
và chúng ta huân tu như vậy. Cho đến huynh đệ, chúng tôi thường khuyên đại chúng đó, vào chúng mà một nơi có giáo dục, có sự nuôi dưỡng cho mình thành tựu đạo nghiệp, mỗi người một việc, hãy làm tròn. Khi làm tròn việc của mình, chính là mình đang điều tâm, mình không có bị tán loạn, và không bao giờ có hai ý kiến để mà bất hòa bất đồng. Có bao giờ người ta phân công chung đâu, tại nhiều chuyện mà có chuyện thôi. Chứ ở trong tăng đoàn không bao giờ phân công để dẫm chân. Đã phân một người thì không bao giờ phân trùng. Cho nên đâu có gì để tranh cãi. Vì thế chúng ta làm sao để mà đạo lực tăng trưởng. Cái chỗ đi chỗ ở của chư Phật mình cũng có phần. Và chúng ta sống được với chỗ thường còn chẳng biến đổi. Và đây chính là chỗ niệm pháp của chư vị Bồ Tát. Quân tu như thế đó. Bồ Tát có nghĩa là những vị hữu tình giác, và phát nguyện sẽ giác hữu tình. Đó là loài hữu tình đã giác ngộ một phần. Trên đường giác ngộ, nguyện sẽ giác ngộ, giác tha cho những người xung quanh, cho những chúng sanh xung quanh. Thì thưa đại chúng, buổi học hôm nay nhắc cái tinh thần niệm pháp là như vậy. Và nói thẳng đó chính là luôn luôn nhớ nghĩ về chân tâm thanh tịnh hiện tiền. Hòa thượng suốt 50 năm chỉ nhắc nhở điều này thôi. Nếu mình tu dở thì dùng cái câu gọi là biết vọng không theo. Tu dở có nghĩa là đang vọng tưởng, đang chấp ngã, đang phân biệt, đang sân si. Còn nếu người nào có cái dũng khí, dù là mới vào đạo, sống thẳng với chân tâm, mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, nuôi dưỡng thuần thục. Và cái tu này không kể tuổi tác, không kể thời gian vào đạo, mà quan trọng nhất là chí nguyện. Và một điều không phủ nhận được chính là cái túc duyên nhiều đời của mình đã từng tu, cho nên nó sẽ có một năng lực tốt đẹp. Còn nếu chưa từng tu và bây giờ lại tiếp tục buông lung thì tự nhiên nó rất yếu ớt và nó sẽ khổ đau. Khổ đau do ai tạo? Mình sẽ đổ thừa người xung quanh, nhưng mà thực sự ra chính cái vô minh kiết sử nhiều đời của mình làm cho mình khổ đau. Kiết sử là phiền não, chấp ngã, chấp pháp của mình. Thưa đại chúng, hôm nay kết thúc buổi học, chúng tôi xin kể một câu chuyện quen thuộc để nhắc nhở đại chúng tiến tu. Chính là câu chuyện một cuộc đại xuất gia 29. Thuở xưa ở Ba La Nại có một người làm vườn rất nghèo khổ nhưng rất hiền lành. Với cái cuốc là tài sản độc nhất của ông, ông dọn đất từ gieo trồng các loại hoa màu. Người ta gọi ông là bậc hiền trí cái cuốc. Đã, vì mình có cái cuốc cho nên là mà lại là một người hiền lành, sống độc cư nè, hiền lành, cho nên được tôn xưng là bậc hiền trí cái cuốc. Nhưng một hôm cái bậc hiền trí này sau khi cuốc đất mệt, ngồi khởi niệm rằng sống như vậy cực khổ quá, ta đi tu vậy. Ông cất cái cuốc vào một nơi rồi xuất gia. Ít lâu sau, ông nhớ tới cái cuốc và ngôi vườn thì
lại hoàn tục. Tại sao dễ dàng hoàn tục? Chính là vì đi xuất gia vì chỉ thấy một đời sống nhàm chán. Cứ trồng trọt, trồng rồi ăn, rồi ăn rồi chờ tới mùa mưa rồi lại trồng, trồng lên tới thu hoạch rồi ăn, rồi cứ thế. Và thấy cuộc đời chả có ý nghĩa gì. Nhưng mà đây là một túc duyên tốt đẹp, cho nên thay vì ông chán nản thôi, đằng này ông hướng tâm đi tu. Nhưng vì đi tu không có lý tưởng, cho nên tuy cất cái cuốc vào một nơi rồi đi xuất gia, nhưng ít lâu sau thì ông nhớ cái gì? Đâu có gì để nhớ, có cái cuốc à, nhớ lại cái cuốc, rồi nhớ lại cái ngôi vườn của mình. Giờ này mùa mưa tới, cỏ mọc không ai chăm sóc, thế là hoàn tục. Rồi lại xuất gia, rồi lại hoàn tục, vân vân. Cho tới một ngày kia, ông xuất gia lần thứ bảy. Có nghĩa là hoàn tục mấy lần? Hoàn tục đã 6 lần. Cứ tới xuất gia nhưng mà cũng chưa có lý tưởng. À, cho nên thấy chán lại hoàn tục. Rồi xuất gia rồi hoàn tục 6 lần. Cho đến lần thứ 7 ông lại quyết định đi xuất gia. Thì lúc đó ông mới suy nghĩ rằng chỉ vì nó, khi tìm về cái cuốc, khi nhớ đến cái cuốc và định đi cất nó. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu cất nó rồi thì sao? Mai mốt nhớ nó về cũng sẽ tìm nữa. À, đây là thưa đại chúng, đó là pháp tu đấy. Pháp tu đó mà quý vị sở dĩ điều phục phiền não vẫn không thành công là vì không nghiên cứu kỹ cái chỗ vui vẻ này nè. Chỉ vì cái cuốc này mà ta chưa cương quyết, vậy phải ném nó xuống sông để lòng không còn vương vấn nữa. Quý vị có ném không? Hay quý vị cất? Vẫn còn đó, khi nào cần quý vị sẽ móc ra để kể rằng đâu phải một lần phiền não, đâu phải một lần mà mình kiện không thèm xử cho mình, mà mình vẫn cất giấu chứ chưa bao giờ. Thưa đại chúng, vậy bằng cách nào? Hôm nay câu chuyện này chúng tôi cũng kể nhiều lần. Chúng tôi muốn hỏi đại chúng, những người có tiếng tu, chỗ này thực hành như thế nào? Cái vị mà xuất gia hoàn tục lần thứ 7 xin đi nhập chúng, đáng lẽ theo thói quen là đem cất cái cuốc, mà dĩ nhiên cất là phải cất kính hay cất sơ sơ, cất kính để tương lai về kiếm nữa. Nhưng lần này vì quyết tâm phải xuất gia thành công, cho nên liền thấy rõ ràng vì cái cuốc mà ta không cương quyết xuất gia, vậy phải ném cái cuốc này xuống sông để làm gì? Để không thấy nó, lòng ta không vương vấn. Nhưng nếu ta lại thấy được chỗ nó rơi xuống sông, thì rồi đây biết đâu ta chẳng lội xuống đó để đem nó về. Quý vị thấy sự quyết tâm của hành giả trong lần thứ 7 xuất gia này chưa? Và chúng tôi mong rằng quý vị cũng vậy. Hôm giờ hoàn tục chắc cũng cả 100 lần rồi, trong tâm phiền não bực bội, rồi phiền não bực bội, làm lại cuộc đời rồi cũng lại phiền não bực bội. Chúng ta tìm hiểu tại sao. Thì khi nghĩ rằng nếu mà vất ở đâu mà chúng ta, mà ngài thấy á, thì chắc có lúc cũng lội xuống để kéo nó lên. Cho nên tại bờ sông bậc hiền trí nhắm mắt. Đây là điều kiện đó nha, nhắm mắt nha. Quay cây cuốc mấy vòng để làm gì? Rồi buông tay và rống tiếng lên tiếng rống của con sư tử. Con sư tử là chúa tể sơn lâm. Ngài rống lên rằng ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng.
Chiến thắng ai? Thưa đại chúng, chiến thắng ai? Xin trả lời, chiến thắng chính mình. Giờ biết đâu kiếm, nhắm mắt quay mấy vòng rồi mới cho cái cuốc nó rớt xuống sông, biết đâu mò. À, vừa lúc đó vua Ba La Nại đã dẹp xong giặc ở biên giới, đang trên đường về hoàng cung, nghe mấy câu reo hò đó thì lấy làm lạ. Nhà vua thắc mắc, người này chiến thắng ai? Và đã hỏi, này bạn, ta vừa thắng trận ở chiến trường về, còn bạn, bạn chiến thắng ai? Bậc hiền trí liền đáp rằng, dẫu bệ hạ có thắng 100.000 trận cũng vô ích, nếu không tự mình chiến thắng các phiền não. Câu này là câu chúng tôi gửi tặng cho đại chúng để có chánh kiến trên đường tu. Dù chúng ta làm được bất cứ điều gì mà mình không tự chiến thắng mình, không tự chiến thắng phiền não của mình, thì cái chiến thắng này cũng là không có giá trị. Cho nên tôi đã chiến thắng các phiền não. Trong khi nói vậy, bậc hiền trí cái cuốc nhìn con sông, lòng khởi lên thiền quán với đối tượng về nước và đã chứng được thiền chứng, liền ngồi trong không gian thuyết pháp cho vua. Chiến thắng ấy không tốt, nếu chiến thắng rồi bại. Chiến thắng ấy rất tốt là chiến thắng nội tâm. À, câu chuyện này tới đây là kết thúc. Nhưng mà chúng tôi muốn mời đại chúng trình kiến giải của mình để ôn lại cái phương cách của mình đã chiến thắng, không bao giờ chiến bại bằng cách nào. Cái hình ảnh quay cán cuốc cho nó rớt xuống sông, nhắm mắt lại, có phải phiền não mình cũng phải nhắm mắt lại không? Rồi mình quay cái gì? À, nhưng đó là một pháp tu rất là tuyệt vời và rất là đúng chánh pháp, nếu chúng ta chiêm nghiệm được. Chúng tôi nhường cho đại chúng vài phút, còn nếu không nói thì chúng tôi dành nói. À, ở đây chính là có ai nói không? Ở đây trong những bài học gần đây thôi, người thợ săn Thạch Củng khi đang đi rượt theo con nai, là cái con vật mà mình với cái nghiệp thợ săn sát sanh làm kế sống, thì có duyên người thợ săn đó đang đi ngang thất của Mã Tổ. Mã Tổ biết được và muốn độ cho người thợ săn này. Ngài ra đứng trước cửa thất và hỏi thăm, ông là ai? Có cần hỏi không? Nhìn tướng là biết rồi, dĩ nhiên là đang mang cung tên, biết rồi. Nhưng Tổ nói để làm gì? Để kéo dài thời gian cứu cho con vật nó chạy trốn. Khi hỏi ông là ai, người thợ săn bực tức trả lời cho nhanh để mà chạy kịp con nai. Thợ săn, ông bắn giỏi không? Người thợ săn cũng bực tức trả lời cho nhanh, bắn giỏi. Một mũi tên bắn được mấy con? Một mũi tên bắn một con. Tổ liền bình, chưa giỏi. Nghe tới đó người thợ săn bực tức chưa? Một mũi tên bắn một con chính là bách phát, 100 phát là bách trúng, là tiêu chuẩn của thiện xạ nổi tiếng, vậy mà nói chưa giỏi. Người thợ săn liền tức quá hỏi, vậy ngài biết bắn không? Tổ nói biết. Thưa đại chúng, có nói dốc không vậy?
ta phải hiểu ý nghĩa. Khi tổ nói biết bắn, người thợ săn liền hỏi một mũi tên bắn được bao nhiêu. Tổ nói một mũi tên bắn một bầy, đó là công án. Không nói dốc đâu, quý vị chưa làm thôi. Một mũi tên bắn một bầy, à, thưa đại chúng bí quyết ra. Thì người thợ săn lúc này lại dùng miệng lưỡi lý luận, nói rằng cái người từ bi tu hành tại sao lại sát hại chúng sanh như vậy. Nhưng nhờ cái lý luận đó, tổ liền quật lại để độ người thợ săn. Nếu như vậy tại sao ông không tự bắn? Cái bắn một mũi tên bắn một bầy có phải bắn ở ngoài không? Mà chính là tự bắn. Ở đây mình có khi nào tự bắn không thưa đại chúng? Hay là mình chỉ canh bắn bên ngoài mà nếu cần bắn luôn thầy không? Khi mà thầy không làm theo ý mình. Đó, cái tội lỗi của quý vị là như vậy đó nha. Vừa là canh bắn bên ngoài mà nếu kéo thầy vô xử, thầy không xử, bắn luôn. Việc đó đã từng trải ra, trải qua. Và buổi học sau quý vị sẽ hiểu điều đó. Nó không bất động đối với những người có chí nguyện. Tổ liền nhắc nhở tại sao không tự bắn. Hãy nghe lời trình kiến giải của một người chưa từng học pháp. Người thợ săn đáp: nếu bảo tự bắn thì sao? Không có chỗ hạ thủ. Tặng quý vị câu này nha, không có chỗ hạ thủ. Những người sơ cơ thì nhớ cái câu hãy tự bắn. Còn những người dụng công thuần thục hơn thì hãy suy tư chỗ nếu tự bắn tức không có chỗ hạ thủ. Khi nghe trình kiến giải như vậy thì tổ liền khen: chú này phiền não vô minh nhiều kiếp, ngày nay đã chóng dứt, đã sạch sẽ. Học thiền là một phước duyên rất là lớn. Người nào đủ duyên sẽ có những sự thành tựu vi diệu tuyệt vời. Và không phải chỉ là khen suông. Khi chúng ta quay trở lại không có chỗ hạ thủ thì có cần phải làm gì không? Sẽ đạt đến chỗ tu vô tu. Đó. Và ngay khi đó, khi nghe tổ khen phiền não vô minh nhiều kiếp ngày nay đã chống trừ, đã trừ sạch một cách mau lẹ rồi, thì cái người thợ săn này đã ném cung bẻ tên, tự lấy dao cạo tóc và theo mã tổ xuất gia. Và tôi thành tâm chúc cho tất cả đại chúng trong ngày đầu xuân này, quý vị sẽ có một cuộc xuất gia, gọi là đại xuất gia thành tựu, trở về được quê xưa, vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai và mặc được cái y Như Lai. Chứ không phải là đi theo Phật thì mặc áo cà sa, mà thường thường đi với ma thì toàn là áo giấy không à. Mà áo giấy là áo của ai? Áo của ma quỷ. Đi với ma quỷ, mặc áo ma quỷ mà mình không biết. Thì thưa thầy chúng, bài học rất là sâu sắc. Và chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta suy gẫm được cái ý nghĩa của nó. Và một lần nữa thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả đại chúng xuất gia và Phật tử đều tiến tu có kết quả tốt đẹp, để đền ơn thầy tổ, đền ơn Tam Bảo và để Phật pháp trường tồn mà cứu độ chúng sanh. Chính là quyến thuộc của mình. Nhất là mùa đại dịch corona, quý vị thấy bao nhiêu mạng đi rồi, thì phải có người cứu độ đó nha, phải cố gắng. Và giờ này xin mời cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. Khổ đau ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc.
an lạc không lìa sự khổ đau. Khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát, an lạc là đây ở điểm này, an lạc là đây.